bạn là mình phát hiện thấy một cái bè tre. Đây này, cái tre này mình tận dụng được. Các bạn thấy chưa, rác rưởi rất là lắm nhá. Ở bên kia có một cái bãi cát, khi mà nước thủy triều lên thì cái bãi cát này nó cũng không lụt được. Thì mình có thể là mình sẽ ở khu vực đấy được và sinh tồn ở khu vực này nhá. Đây, quay một vòng với cho bạn biết cái bãi này. Đấy, cái bãi này mà khi thủy triều cạn rất là nhiều ngao sò, ốc, rồi thì những cái con cua, con ghẹ đấy, rất là lắm luôn. Đây các bạn ạ, sau một thời gian thì mình cưa với chặt thì mình đã loại bỏ được cái mảng này ra một bên rồi nhá. Những cái tre mà bị mục ấy, hoặc là bị không sử dụng được thì mình sẽ tiếp tục mình chêm lại, chêm một vài cái thanh gỗ ở dưới để làm xà này, làm xà đây, đấy, để làm thêm xà để gia cố, để khi mà nước lên mình đạp phao vào. Đây là những quả phao này. Này, mình phát hiện thấy có cả những cái lồng bắt quái này. Đây, rất là lắm luôn. Những cái thứ này có thể là mình tận dụng để làm bẫy cua, bẫy ghẹ được. Đi lui lui ra qua ngoài đây xem có cái món gì nữa không. Ngũ ván, rổ giá, các thứ rất là lắm luôn. Đây này, ui, bè phao này. Rất là nhiều phao. Khu vực này rất là lắm phao và rất là nhiều rác tre. Dùng những cái dây cước này thì mình lại buộc lại. Rất là chắc nhé. Những cái dây cước này thì ngư dân người ta toàn là buộc, dùng để buộc mảng thôi các bạn ạ. Sau đó mình sẽ quấn quanh ở dưới này nữa thì mình sẽ xít được lại. Đây, dây tận dụng này. Đây các bạn, quấn quanh vào vòng dưới, hai vòng dưới này nữa, hai hoặc ba vòng tùy theo. Đây, xong rồi mình sẽ giết chặt lại nhé. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, giết chặt vào. Rất là chắc luôn. Đấy, chỉ cần như này thôi là rất là chắc rồi. Đấy, chỉ cần như này là rất là chắc rồi nhé. Nước thủy triều dâng lên rất nhanh luôn nhé. Mình tranh thủ mình buộc tre vào mảng đấy. Thì nước đã dâng lên tầm này rồi. Bây giờ thì mình sẽ phải lội xuống để mình lấy phao nhé. Các bạn ạ, trong lúc mình cắt dây lấy phao phát hiện thấy này. Dây hầu nhé, cái bè này là cái bè hầu ngư dân người ta nuôi đấy, bão gió nó đánh đi thì nó trôi giạt ra như này, chắc là hầu hà rụng hết rồi. Mình lại phát hiện hai dây hầu rồi, chắc là có đồ ăn rồi, rất là may mắn luôn. Thời mình lấy 6-7 quả về đã.
ván gỗ lắm thế này. Những cái ván gỗ này tận dụng rất là ok anh em ạ. Bây giờ là mình sẽ kéo cái mảng này lên này. Đấy này, thì kéo lên trên bè để mình sẽ tận dụng và tìm những cái gỗ ván đi lui lui vào những cái vạ lúi như thế tiếp để làm ván để lát nhé, và dựng thành hình một ngôi nhà ở khu vực này. Đây là cái này là cũng là một cái cánh ở một cái ngôi bè nào đấy bị trôi ra. Đây nhá, gỗ ván nó còn ghép lại với nhau này, có những cái ngấn như này này. Đây này. Mình sẽ tận dụng lại cái này. Trong này nhá, có rất là nhiều những cái đinh. Những cái đinh như này này, hoặc là đinh nhỏ này mình vẫn có thể mình tận dụng được. Đây mình sẽ tận dụng được rất là nhiều những cái gỗ ván ở dưới này này để mình lát lên nền ở cái lều đấy nhá. Đây. Đây các bạn nhìn chưa, bây giờ là mình sẽ kéo lên đây, kéo lên rồi mình tháo ra để lấy cả đinh nữa, cả ván nữa. Thank you.
Các bạn ơi, đến đây mình phát hiện thấy cả rổ này. Có cả rổ nhá này. Rổ rác rưởi đây rất là lắm luôn. Rổ và đặc biệt là mình phát hiện thấy cả cái bè này nữa. Nó trôi dạt vào đây này. Cái này là cái bè cứu sinh. Đây bè cứu sinh nha các bạn nhé. Ở bên kia thì có cả phi nước này. Phi nước nhưng mà phi nước nó bị hình như là nó bị vỡ hết rồi, để mình đi lùi về đấy mình kiểm tra xem nó như thế nào nhé các bạn nhé. Ui ôi, cái này là cái tét nước bị vỡ hết rồi. Sợ nhà sóng nó đánh kinh chưa. Ui trong này có cả nước này. Đầy nước này. Chắc là nước mặn thôi chứ cũng không phải nước ngọt đâu. Tại vì thủy triều nó dâng lên rất là cao luôn này. Đây có chiếc dép này. Chiếc dép này đeo tốt này. Các bạn ạ, mình nhặt vậy là mình nhặt được 2 chiếc rồi nhá. Ok. Và đây một chiếc nữa. Đây một chiếc nữa là 2 chiếc. Đây mình sẽ lôi chiếc bè này. Về bè nhé các bạn nhé. Mình cứ lôi về thì mình vệ sinh xong. Trong có cả chiếc giày ấy. Đấy các bạn thấy chưa, rác rưởi rất là lắm luôn. Đây này. Cứ kéo về bè rồi tính. Đây các bạn, là mình vớt được một cái bạt rất là to luôn. Bạt nó lổi lên như này mà. To lắm, cái bạt này to lắm các bạn. Bạt này là dùng để che xà lan nhé. Che xà lan hoặc là che những cái tàu to đấy. Bạt rất là to lắm anh em. Quá to. Các bạn ơi, cơ bản là như này là xong rồi. Ừ, vừa mới mưa quá, tranh thủ là mình đã dựng xong được cái cơ bản cái bè như này. Mình sẽ ở khu vực này rất là lâu ấy, anh em ạ. Đây cũng là những cái video mà rất là mới ở trên kênh của mình. Dạo này thì mình sẽ quay video và làm liên tục các bạn ạ.
chủ yếu là đi đảo hoang là chính, với lại làm những cái trải nghiệm ở lênh đênh ở trên biển như này. Những cái thời gian gần đây đi thì mình rất là bận việc, mình không có thời gian để mình quay video cho các bạn xem. Mong các bạn thông cảm, và đợt này thì cố gắng bớt chút thời gian để bình luận tương tác cho video của mình nhé, để cho video của mình nó lên xu hướng. Và ai chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký, subscribe kênh, chia sẻ kênh cho mình để cho mình lấy thêm động lực thực hiện những cái chuyến trải nghiệm nó còn hay hơn như này nữa. Ok, bây giờ thì mình cũng tranh thủ là đợi trời ngớt mưa một tí rồi thì bắt đầu mới tính toán được các bạn ạ. Ở khu vực này thì hải sản thì quá nhiều luôn, hầu thì mình đã có rồi, mình đang có tính là đi bắt cua, bắt ghẹ, bắt ốc khi mà thủy triều rút ấy, đa số là thủy triều rút về đêm thôi. Các bạn này, đây dây hầu nhá, mình lấy được ở bè, cái bè hỏng đấy, đói lắm rồi, bắt đầu là phải xử lý thôi các bạn ạ. Sống được này bạn này. Cái con này là hầu người ta còn ăn mù tạt được, mình có khi là mình ăn sống này. Bạn nhé. Này nhá, mà có chanh cơ, có chanh, có quất được rồi, nó thơm luôn, ăn nó bùi lắm nhá, ngon đấy các bạn ạ. Đây các bạn này, đấy cả một miếng to này, cái này mà có chai nhàn thì ui dồi. Giới thiệu cho bạn biết là mình vào vạ những khu nhặt rác ấy, mình phát hiện thấy một cái nồi như này. Đây là cái chảo thì đúng hơn. Cái này thì mình sẽ để làm cái nồi nướng nhé các bạn nhé.
em thế này thì quá sung sức luôn anh em ạ. Chọn một con ngon nhất để mình thưởng thức nhá. Đây con to nhất. Thưởng thức quay review cho các bạn xem. Bò sữa người ta nuôi trồng đấy. Quay gần cho các bạn xem. À, các bạn này nhìn chưa? Đấy. Bầu ngon chưa? Đây mình sẽ tiếp tục mình thưởng thức một con này nữa. Và mình rửa qua nước nha, tại vì là có những cái cặn đá vôi này nó dính vào mà. Qua cái lượng. Đấy, các bạn thấy chưa? Con này rất là béo luôn. Mời mọi người nhá. Mình thì rất là đói rồi, ăn từ nãy giờ là ăn hai con rồi nhá. Thì tí nữa là mình sẽ lướng. Nó có không? Nó có rất là nhiều sữa. Cái vị của nó là vị mùi biển mà ăn thơm lắm nhá. Nếu mà ăn sống những con hầu ấy thì các bạn nên ăn kiểu như này. Mình kéo lên thì mình ăn ngay, nếu như mà mua ngoài chợ thì ăn cũng có thể là ăn được đấy, nhưng mà sợ người ta để lâu rồi. Ok quá. Bây giờ là mình sẽ lên lửa đốt lên trên cái chảo này này. Đây cái chảo đây. Và cái chảo này thì mình đã tìm được ở khu chỗ gọi là chỗ nhiều rác ấy nhá. Khi mà nước nó hơi nhô nhô ra thì mình phát hiện thấy nó. Cái này chắc là của ngư dân thì ta đánh rơi vào đấy. Ok, mình lên lửa thì mình thưởng thức cái đám hầu nha các bạn nhá. Những cái củi mà nó dễ chìm này, với lại rất là lặng này, thì cái tàn nó rất là lâu luôn, được như kiểu là than đá luôn ấy. Cho hết rồi, ăn được hết. Thì các bạn này, đây có một dây hầu rồi đấy nhá. Chín hết rồi các bạn nhá. Ăn đây gọi là ăn đây. Ăn hầu né. Đấy, chín cháy này này rất là ngon luôn các bạn nhé. Mình sẽ cắt ra bớt đi.
Ây, lỗ nó bắn đau quá. Ây ui, gấp nhanh. Ngoài ăn dần nữa ạ. Ok luôn. Há hồ ăn. Rất ok luôn. Ấy à, vẫn nóng, mình để nguội rồi nhưng mà đây review cho mọi người. Ui, hồ này mà. Ngon này mà các bạn ạ. Mời mọi người nhá. Ấy à. Kiểu nó cháy cạnh quá nó dính vào trong như này. Ui, thơm lắm nhá. Cái vỏ này vớt đi luôn. Không chảy, mình nướng tới. Mời tất cả các bạn nhé. Tầm này nó đói lắm rồi. Quá tuyệt vời luôn, ăn giúp. Con to này không? Quá tuyệt vời luôn. Đấy bạn ơi. Ây da, lọc. Quá tuyệt vời luôn. Ở đây mình có một cái chai này là chai dầu mình chắt ra từ cái thùng dầu bị trôi ở trên biển đấy. Ở trong rác rưởi rất là nhiều thứ sinh tồn luôn, mình phát hiện đấy dầu nhưng chắc dầu này là nước nó vào rồi. Tức là nước vào thì dầu nó sẽ nổi lên, nó nhẹ hơn mà. Thì mình chắt ở cái phần trên này, cái phần dưới này. Bây giờ là mình sẽ cho vào đây, mình sẽ chế tạo làm được cái đèn dầu nhé các bạn nhé. Làm cái đèn dầu đây, cho trong này. Đây là dầu, mình sẽ chế một cái dây bớt ở trên này. Làm càng dài cháy càng lâu. Đây các bạn này. Cái dây rút của mình, nó giải rút của mình nó có nước. Ok.
Để một lúc thì dầu nó sẽ ngấm vào cái miếng dơ rẻ này lên trên này. Thì mình đốt vào đây thì nó sẽ sáng nha. Tối rồi các bạn nhé, mình cho cái bếp vào trong lều cho nó ấm này, vào trong trại đấy. Cái tàn này còn lâu, mình toàn cho củi thịt thôi. Dầu lên này các bạn nhé, nó có cái dây bấc của mình nó có nước thì nó kêu như thế đấy. Qua làm phao súp này, có cả thùng súp nữa nhá. Thùng súp kia thì có khi là sử dụng được để mình cũng để hứng nước mưa đấy. Đây mình lại phát hiện một cái phao rất là to luôn, cái này có thể là làm mảng được nhé các bạn nhé, to lắm. Trời lại mưa mà. Cái mảng này bắt đầu mình cứ kéo về đã, rồi mình sẽ tính toán làm cái gì thì làm. Ui các bạn ơi, mình phát hiện thế này. Đấy, các bạn đấu con tay mình chỉ nhá. Đầu tiên mình tưởng con gì. Ui nó là một con chó mà. Đây là một con cún nhá. Ủa sao nó lại ở đây nhỉ? Đây này, nó thấy mình đi xuống này rồi này. Các bạn ơi, con này chắc ở đây lâu lắm rồi. Nó đây này, ui. Cái này ngủ ui cho nhìn này. Đây mình sẽ vào đấy nhé. Đây nó quen này các bạn ơi, nhiều ôi run nhờ, khổ thân nhờ. Ôi chắc là đói lắm rồi, bây giờ còn gì ăn đâu. À tí cho ăn hầu nhá. Ôi khổ thân chưa, thử để lúc lâu cho. Ôi sao lại chết. Sức người ra này này, một thương lắm. Thôi chờ dở với tao nhé. Ôi quen rồi, quen rồi. Ôi nó quen nhanh lắm các bạn ạ. Đây là con chó mà mình trèo cái phao cứu sinh đi để mình khám phá loanh quanh ở khu sau cái bè mình đóng đấy, thì không ngờ là mình lại phát hiện thấy con này nhé.
thì nó chắc nó ở trên đây phải mấy ngày rồi đấy. Đói meo này các bạn này, có tí không, có tí da tí thịt ở đâu. Đây này chắc là do là người ta đi biển hoặc là tàu bè đấy, thì gió bão thì nó rơi xuống mà. Đây, mình sẽ ở với cái con này nhá, nếu như mà có người đến nhận thì mình sẽ gửi lại. Đây, đây các bạn, chú chó rất là xinh luôn. Đây này. Các bạn ơi, đây mình còn mấy con hầu hôm qua thì mình sẽ cho nó ăn nhé. Đây, hầu hôm qua mình lướng đây nhưng mà mình ăn không hết. Đây, vẫn còn được mấy con. Mình sẽ cho con nhé, mình ăn. Ăn rồi. Mình sẽ cho con ăn. Ăn đi. Ăn đi. Ôi, ăn này. Ôi, chắc đói lắm rồi. Thôi từ giờ ở với tao nhá, ở với tao thôi nhá. Ôi, yêu lắm. Vậy là mình có bạn đồng hành rồi nhá. Thì mình sẽ không buồn và cố gắng mình sẽ đi bắt những con hải sản và kiếm được những cái con cua, con ốc, con ghẹ, và mình với lại thêm một khẩu phần ăn nữa là đây. Đói lắm rồi đấy. Mình sẽ kéo lên và mình sẽ chế thành cái giường nhá. Tại vì mình có phương tiện để đi lại rồi, mình có cái phao cứu sinh để đi lại rồi. Đấy, cái này là một cái giường rất là ok luôn anh em ạ. Ui giời. Chúc mừng. Nào, đây để chủ rõ. Chúc mừng. Ôi trời ơi, mệt quá. Bây giờ mình sẽ kê vào trong kia thì thành một cái giường rồi các bạn ạ.
chiếc giường cơ bản mình đã làm xong nhá. Bây giờ mình đang tính là làm cái cửa này che này, và có khi là làm cái cửa này nữa. Cái cửa này thì có khi mình cũng chỉ dùng bằng bạt để che cho nó tiện. Mở ra mở vào rất là vướng nhá, tại vì là cái này nó nhỏ. Còn cái giường kia thì mình sẽ là nghỉ ngơi, mình sẽ kiếm gối, kiếm ghế các thứ nữa. Đây mình vẫn chưa có thời gian để dọn dẹp cái bông tông này. Đây mình phát hiện thấy từ lúc trước là có chiếc cái giày này. Chiếc giày này thì mình sẽ tận dụng để mình làm một cái khuy cửa nhá. Ở đây có cả một cái bật lửa này các bạn này. Đấy, bật lửa này vẫn còn ga này. Bật lửa này phơi khô thì có thể chắc là sử dụng được. Đá vẫn lên. Mình cứ để lại mình tận dụng nhé các bạn nhé. Đây tạm thời là chiếc giày này. Giày cao su. Còn cái cửa này thì là ok rồi nhé các bạn nhé. Ở trong thì mình có dây mình sẽ buộc vào trong. Còn cái cửa chính này thì mình sẽ làm bằng bạt thôi. Làm bằng bạt cho nó tiện thì mình cuộn lên cuộn xuống, cuộn lên cuộn xuống. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ đi dốc những cái vạ như này này, có những cái phao phi đấy, xem có những cái đồ dùng cần thiết gì để sinh tồn và lấy phao xốp lắm chưa. Đây mình cứ đi một vòng đã. Trong kia thì có cái bè tre các bạn ạ, cũng có một cái bè thì cũng tan hoang rồi. Ôi, dưới này bạt biếc cũng các thứ cũng rất là lắm luôn. Đây là trong một cái hòm nhé các bạn nhé. Đây cái hòm này nó mới như thế này. Chỗ này chắc là rất ít người đến này. Rất là lắm rác rưởi các thứ kia là bạt này, bạt đen này. Rất là nhiều bạt luôn. Bạt này thì mình cũng có rồi. Mình có rất là nhiều bạt rồi thì mình không cần thiết đến nó nữa. Đây, cái rừng này là rừng mắm này. Bây giờ là nước thủy triều lên rất là cao luôn. Lên các thứ ở dưới này thì nó mới nổi lên này. Khi thủy triều xuống thì nó cạn chỗ này trơ ra. Ở dưới kia các bạn nhìn chưa? Đây là có một cái khung cửa này. Khung cửa này mình có thể là mình tận dụng được nhá. Còn kia là cái một cái đệm này. cái thảm đấy. Có khi là những cái thứ này mình lấy mình sử dụng được các bạn ạ. Đây cái khung cửa đây. Ồ, cái này có khi là hoa văn rất là đẹp luôn. Mình sẽ lấy cái này về. À, mình sẽ lấy cái đệm trước đi. Đây lấy cái đệm này. Đây các bạn nhá, mình sẽ lấy cái đệm này. Cái này cái thảm này còn rất là mới luôn. Ôi, thảm này dùng được đây. Để mình lót. Nhưng mà nó có mỗi đoạn ngắn. Mới có vừa được không. Mình về đã. Cho lên phao. Đây các bạn này. Nhưng mà cái phao này, cái thảm này nó có bị bục một lỗ rồi. Nhưng mà vẫn nằm được.
mình vẫn cứ cho vào để mình cho vào đệm nhá. Ok đấy. Ui ui. Đây các bạn là chú cún mình lại ngã xuống sông rồi. Đây ra đây, ra đây, ra đây, ra đây. Đây xem có leo lên bè không. Nào bím vào đây, bím vào đây. Nào, bím vào đây, bím vào đây. Dù. Ôi. Đấy, cho mình lên đây. Đấy các bạn, nó lên bè tre rồi này. Đấy, con này nó nghịch lắm. Con này từ lúc mà mình tìm được thấy nó đấy, nó nghịch lắm. Vậy bảo sao nó không ngã. Cái bè này thì nó cũng là một cái bè, nhưng mà chắc là sóng nó đánh nên nó trôi giạt vào đây. Đây mình sẽ đi lui lui ra đây, chai lọ ở đây rắc rưởi rất là lắm luôn, chai lọ cũng rất là lắm. Đấy cho nó chơi ở đấy một lúc đã, tí nữa mình sẽ đón nó về. Này, rác này, bạt này, ui dồi, bạt cũng to, đây bạt. Đấy, các bạn thấy áo phao cũng rất là lắm luôn. Mình quan sát thì thấy là toàn có áo phao này, có phao xốp và rổ giá với các thứ linh ta linh tinh thôi, chứ cũng không thấy cái gì nó cần thiết lắm đâu. Mình lấy được mỗi cái đệm về để mình làm thôi. Bây giờ là mình lại đi trèo vào cái hoam khác để xem là có những cái gì nó vật dụng nó đáng để mình sinh tồn không nhá các bạn nhá. Ê, các bạn này, cả cái bãi này cũng rất là nhiều đồ luôn. Nhưng mà mình vào thì là sẽ bị mắc kẹt các bạn ạ. Ê, mình cứ đi loanh quanh. Mình phát hiện đây kia có một số thứ nhá. Đấy, gỗ ván rất lắm luôn. Tha hồ mà ván để mình lát bè. Đây này, gỗ ván này. Bạn đây, gỗ này. Gỗ này. Nhiều lắm, nhiều gỗ ván lắm. Gỗ ván rồi, rổ giá rồi, áo phao rồi, các thứ. Những cái vật dụng nổi được ở đây thì rất là lắm luôn. Đây này. Đấy này, ngoài kia thì có cả cánh cửa nữa. Một cái cánh cửa đẹp thế nhưng mà mình đã làm cửa rồi. Thôi cứ mình cứ buộc lại đây đi, bao giờ cần thì mình sẽ sử dụng. Ngồi bên kia có cả, xem nào, cái gì nhỉ các bạn nhỉ? Có cả chiếc ghế nữa nha. Nhưng mà mình nhìn thấy dưới chân là nó bị vỡ rồi, thôi cũng không cần nữa. Còn đây cái thùng nhựa này nó cũng bị vỡ rồi hay sao ấy. Mình vào gần để xem. Toàn những thứ bị vỡ rồi các bạn ạ. Đây này, đây có cái thùng nhựa này, đựng được nhiều. Ui đây cũng bị vỡ này, các bạn nhìn chưa, vỡ này, đây. Vỡ rồi nhá, không sử dụng được. Đây là vỡ một miếng to đùng luôn. Mình lựa chọn một số thứ thôi, mỗi hôm đi tìm đi tha lô về một số thứ các bạn ạ. Đây mình phát hiện có một cái cánh tủ, cánh cửa, cái này có tác dụng đấy, có tác dụng đối với mình, tại vì cái gỗ của nó rất đẹp luôn. Lai cái này về rồi thì tính các bạn nhé, để làm việc gì thì làm. Cái gỗ này rất là tốt này. Đệm nữa này các bạn này. Cái này thì mình giải xuống giường. Còn cái này thì có thể là sử dụng vào cái việc gì đấy thì để tính sau đi. Cứ thấy nó đẹp mình tha luôn.
Đây mình đã đóng được cái bản chữ này, X là làm chân. Và cái ở đây thì làm chỗ để ngồi nhá. Thì mình đánh dấu để mình cưa. Cưa để cho nó bằng. Các bạn là mình chế quả tô vít đây. Mình nhặt được cái này nó han xì này. Nhưng mà với mình quấn cái cao su này vào thì bắt đầu là nó sẽ tạo như là quả lắm ấy. Cái nào có thể vặn được. Đóng một cái ghế để ngồi cho nó thoải mái chứ ngồi bẹt xuống nhìn nó mất cảm tình lắm. Ở đây cái này thì mình sẽ làm một cái bàn ở đây. Chế làm cái bàn. Đây cái bàn đây. Cái này đúng là đúng ra nó là cái thảm bảng chữ cái thì đúng hơn các bạn ạ. Có A B C D này. Đấy. Có cả tiếng Anh nữa. Đây có cả tiếng Anh nha các bạn nhé. Đây này, cà rốt này. Đây, cà rốt này rồi thì khoai tây các thứ lung tung. Để thỏ tiếc các thứ này nhiều lắm. Thôi tạm thời mình cho vào lều. Ui vừa đẹp luôn các bạn ạ. Đây, các bạn thấy chưa, thảm đẹp chưa? Đấy nha, đây là cái chỗ làm của mình. Các bạn này, tầm này nước thủy triều rút thì mình đi bắt hải sản bắt cạn nhá. Chú cún của mình thì đi lên kia kìa. Đây cái bãi này đang rất là cạn luôn, mình đi lanh quanh, tầm này nước rất là đục luôn. Thì đứng ở đây thì quan sát được những cái lỗ sò nhé các bạn nhé. Lỗ sò bắt những con sò con ốc. Đây cái bãi mình sẽ đi dọc men đấy các bạn này. Bè mình đằng sau lưng đây. Bình thường ra đấy thì những con ốc ở đây, những con sò ở đây thì rất là hay có luôn. Đây này cũng con sò này, con này này, đấy. Con này thì cũng gọi là một họ là con dận xanh. Ui giời, cái con này là họ là con dận xanh, con này ăn rất ngon, ăn ngon cả con dận xanh. Đây này các bạn này, các bạn nhìn cái đầu của nó nhá, đây, đấy. Cũng là con họ con vẹm xanh đấy. Đây các bạn này. Đấy. Như còn con nữa. Đúng rồi. Đây mình đã bắt được 3 con này nhá. Đấy có đồ ăn rồi. Đây mình bắt được 3 con này nhá các bạn nhá. Ui đây thì chỗ này mình thấy nó phụt nước này. Đây nó có một cái mánh này các bạn nhìn nhá, cái đầu của nó này. Đây nhá. À, con sò này này, đấy nó lộ ra này. Đấy nó lộ ra nhá này. Ui. Đây này các bạn nhìn chưa? Đây này. Đấy. Ui, con này gọi là con sưng các bạn ạ. Ui. Hình như là có con nữa hay sao? À đây rồi. Đây hai con nhá. Hai con sò các bạn ạ. Đây hai con sưng này. Con này quê mình gọi là con sưng. Hay là con thân cũng là nó luôn. Chỗ này có khi là có nhiều đấy. Đúng rồi. Này, không biết nó có, không biết là nó còn sống không. Cứ cào lên thôi. Rất là hay có ấy, các bạn ơi. Các bạn nhìn mồm nó chưa. Này. Ấy lại con nữa. Ui sao chỗ này lắm thế nhỉ? Hình như mình gặp đúng vựa rồi. Nè, các bạn cứ cào cào cái kiểu này lên này. Như đây à? Ôi đấy này. Ui lại con nữa. Ui sao lắm thế nhỉ? Ôi đây này. Con này con sò gạo.
Con này là con sò gỗ hay con sò gạo cũng là nó đấy. Như đây. Cứ cào cào này sẽ nhìn thấy cái mồm của nó. Đây là. À đúng rồi. Ui. Gặp đúng bãi sò luôn. Đây nha. Đúng bãi sò luôn. Cái con sâng này nó hay ở những cái chỗ như thế này. Bùn rồi các thứ. Như mình chỉ sờ lên nó phụt nước. Không phải à? Hết rồi. Gặp đúng bãi luôn các bạn ạ. Cứ mò mò này thôi. Bãi bùn. Thôi bây giờ mình lại tiếp tục mình đi men men nhé. Cái chỗ cát này may ra thì có nhiều hơn. Đây này các bạn này. Chưa gì đã có xem nào. 2, 4, 6, 9 con à. Mình đi một lúc thì mình đã bắt được khoảng tầm xem nào, 9 đến 10 con này, mười mấy con này này. Bây giờ mình sẽ đi lui ven ven đây. Ở khu này nhá, mình phát hiện thấy những cái. Đây là lúc phụt nước lên mà. Đến đây gặp đúng bãi sò luôn. Đây, sò này anh em này. Đây, đây lại quay gần để cho anh em biết nhá. Đây này, bây giờ mình sẽ quay đây cái mồm của nó này. Đây mình quay gần để cho anh em biết luôn. Mình chưa kịp vội bắt, mình thấy vừa ấy nó phụt nước mới lại mánh. Đây mình quay gần để cho các bạn biết. Đây con sâng nhá. Nhìn thấy biết là nó luôn này. Đây các bạn này. Nhìn thấy cả mồm của nó luôn. Đây. Mồm nó luôn. Bọn này nó hay đi theo đàn lắm. Đây các bạn nhìn chưa? Đây mồm con thân nhá. Đấy, nó phụt nước ấy. À. Đấy. Thấy chưa anh em nhìn thấy chưa? Đấy, nó phụt nước này. Đấy, đây này. Đấy. Đây là con sò gạo này. Đây, sò gạo này ở chỗ này á, mình thấy bao nhiêu mánh, rất là nhiều mánh. Đây này, các bạn nhìn kỹ nhá. Đây, cái mồm nó hơi lên một tí này. Đây nhá, cái đầu ngón tay mình chỉ này. Đấy, đây này. Đấy, nó phụt nước. Này, các bạn nhìn chưa? Đấy, con thân đấy. Đây, ui dồi ôi, hôm nay trúng quả rồi. Trúng quả, ôi, hai con nữa này. Trúng quả rồi. Cứ cào cào kiểu này lên là diều dĩ cũng có. Cứ có là thấy cái đầu nó lên. Ừ, lên lại con nữa này. Ôi, tha hồ luôn. Ôi, trời tha hồ luôn. Đây này, đây này, đây này. Ôi, ôi nhiều con ở một chỗ thế. Trời ơi, tha hồ bắt này. Nó lại lửa này. Ôi, ôi lắm tê. Ôi, các bạn ơi, lần này được tha hồ mà ăn rồi. Đây này. Ôi, sao lắm thế nhở. Nhưng mà không biết nó còn sống không. Nhưng mình thì rửa đi, sợ nó chết. Đây nhìn cái mồm này, ui chắc chắn nó còn sống rồi. Ui chỗ này lắm thế. Đây nữa này, các bạn nhìn chưa, à, đây cái mồm của nó này. Đấy, đấy. Lại là nó đấy. Xem nào, đúng rồi. Ui, hôm nay được bữa luôn. Đây nữa, ui ui, 2-3 con cơ. Đây các bạn nhìn này, à, đấy cái mồm nó ấy, đây. Đây, đấy. 2-3 con cơ. Đây một con, trên này một con nữa này. Đấy. Ui dồi. Quá nhiều luôn. Quá nhiều luôn. Đây nữa này. Ui. Quá nhiều luôn. Chỗ này kiểu gì cũng có con sâm to. Kiểu gì có những cái con to con khác. Đây này. Ui này. Đấy. Vào cái mồm nó nghe nó kêu cọ 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 như thế. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Đấy. Tha hồ bắt này. Ui, một đi một lúc rồi mà đầy này. Còn kiểu gì cũng còn nữa. Đấy, cái lần cắt mới của nó là lên là nó ấy. Đây à? Đấy, lại nó này. Đấy. Trời, một chỗ thôi nha các bạn nhá. Cứ cào lui ra. Đấy, lại nữa. Lại lứa, nhưng con này con sò khác, loại khác. Như hết rồi. Cái cào lui xa xa.
tha hồ mà bắt. Trúng quả các bạn. Đây, lại sò nữa. Đấy, đi cứ đi cào này là có đồ ăn ăn. Nhưng mà chỉ sợ nước thủy triều nó không cạn thôi. Nó mà cạn thì tha hồ mà bắt. Ok. Rồi lại nữa. Rồi lại nữa. Ui, tí nữa thì sót con to. To chưa? Nó đè lên cái rổ này. Đầu tiên thì mình bắt mánh, nhưng bây giờ là mình chỉ việc mình cào thôi. Đây rồi. Đây các bạn này, một chỗ này. Nhiều chưa? Hôm nay là có bữa ăn rồi. Ơi, thế này được nhiều chưa con? Này. Úi dù, nhiều lắm mà. À. Tí nó về chứ, ôi dồi ôi, trông này, nó vừa đi chơi về này các bạn ơi. Ôi trông vợ ơi, vừa đi con đi đâu về đấy. Ôi trời ơi. Vô nội buồn như đúng rồi luôn. Ôi trời ơi. Này, hôm nay đầy đồ ăn rồi. Đây này, đi đây chỉ nhặt sò thôi mà, ôi sò lắm lắm. Đây, tha hồ nhặt này các bạn này. Ôi nhiều lắm, đây. Nhiều lắm này, sò nhiều lắm. Nhiều sò lắm. Đi đây. Đấy các bạn này, những con sò nó có thể nó nổi lên như thế này này. Đấy, sò này đều còn sống hết nhá. Nhưng mà mình không lấy những cái con này đâu. Con này nó nhỏ để dành, bao giờ đói quá thì lấy. Đấy. Có đây, đây này, nó nổi lên này mà. Đấy. Nhiều lắm. Đây nó nổi lên này. Con này to to thì mình có thể là mình lấy được. Nhiều thật. Tha hồ mà bắt. Đấy này, nó nổi này mà. Nó nổi như có người vất xuống. Tha hồ bắt luôn. Đấy này. Ui nhiều lắm các bạn ạ. Nhưng mà mình chỉ bắt con to thôi. Bắt như con sâm như này này, hôm nay kiểu gì cũng có một bữa rồi. Qua thì chúng ta sẽ... Ui xời. Nhiều chưa? Tiếp mình tiếp tục mình còn đi bắt nữa cơ. Tụi mình còn nó bắt nữa để về bè ăn. Ăn không hết thì để dành. Để các bạn là nghịch lắm. Non ton. Đi vào đây. Đi thích cùng mình như bắt hải sản mà. Hợp nhau, hai đứa hợp nhau lắm. Đi đây. Vẫn cứ kiểu là lạ nên không muốn quen mình lắm đâu nhá các bạn nhá. Nhưng mà vẫn thích đi. Thế là... À, nhìn thấy con sò này. Đây con sò này. Đây các bạn này, con sò vằn mai này. Đấy, bắt con này đi, bắt con này. Đấy, con này. Con này. Bắt con này. Ủa các bạn này, con sò vằn mai nhá. Đấy. Chắc lắm. Đấy. Úi giời ơi. À, một con sò vằn mai nữa. Hôm nay là thành quả quá nhiều luôn này. Bây giờ về bè thì tha hồ mà ăn các bạn ạ. Đây, mình đi lấy thêm được nữa. Bây giờ mình tranh thủ mình đi thêm một vòng nữa. Thì nước thủy triều nó đang rút rất là căng mà. Tranh thủ đi thêm một vòng nữa. Nếu mà được thêm những con gì thì càng tốt. Còn nếu không thì mình đã đầy đủ hết này, đồ ăn rồi nhá. Các bạn ơi, đây mình phát hiện thế này. Nó phụt nước chỗ này lắm mánh lắm. Một chi chít, toàn mánh là mánh không thôi. Mánh nó nhỏ, các bạn cũng nhìn thấy đấy. Cái đầu chấm đen đây này. Nhiều lắm, ôi dù, nhiều mánh lắm. Bây giờ thôi mình bắt đầu mình cào như lúc nãy nha các bạn nhé. Cào lên để xem là được những con gì không. Đây là những cái con sò này, gọi là con sò gạo. Đây con sò gạo này mà mánh. Những mánh như con sò to ở dưới này lắm. Bây giờ mình sẽ cào lên cho các bạn xem. Nhiều mánh như này. Gì cũng có. Sợ nó ở sâu thôi. Đây này. Các bạn này, một con này. Thấy chưa? Nhiều lắm ấy. Đây này, tiếp tục này, thấy chưa? Này, tiếp tục này các bạn này. Ba con nhá. Đây này, cào xong rồi cứ để đây cho các bạn xem là chỗ này nó bao nhiêu con này, nhiều thật ý.
Đây này, trời. Nhiều luôn. Đây này, hình như úi giời không. Đây này. Đâu rồi, mình vừa nhìn thấy nó mà. Đây này. Đây này, ui. Đây này, thấy chưa, mánh nó chi chít, chẳng chịt vào đây mà. Tha hồ luôn. Đây này, phải không nhỉ? Đây rồi. Rất là nhiều luôn. Đào sâu sâu xuống một tí này. Bây giờ mò đấy các bạn ạ. Máy nó nhiều này. Chi chít chẳng chịt vào đây. Ui. Này một chỗ rồi đấy. Một cái này mình cho vào. Trắng cỏ nó phụt nhiều lắm các bạn ạ. Đây này, trúng quả này. Cái bãi này chỉ mình biết thôi. Nên ở khu vực này tha hồ. Ui. Ui. Phải không nhỉ? Chỗ này mà. Ui, đây này. Này các bạn thấy chưa? Mình bắt được nhiều chưa? Quá lắm rồi. Đây này. Đấy. Kiểu là một tổ nó ở đây đấy. Họ hàng nhà chúng nó ở chỗ này đấy. Rồi. Tha hồ mò. Úi dồi, ngồi lại nữa này. Các bạn thấy chưa? Ở đây nữa này. Úi hồ đây này. Hai con, ba con mà. Úi lại nữa. À, phải không nhỉ? Không phải. Mò nó bây giờ lúc nào cũng có cảm giác con sừng. Đây này. Mò lúc 4-5 con này. Úi tha hồ mà ăn. Các bạn ạ. Mình mò lui ra ngoài cũng còn nhiều này mà. Tha hồ nhá. Này. Úi dồi to. Đây này. Mò nhất là nhìn lắm rồi. Thành quả của mình một buổi lướt cạn đi bắt đây. Nhiều chưa? Tha hồ luôn, về tí nữa về là mình luộc mình với chú cún của mình này. Tha hồ ăn rồi. Đây này, các bạn thấy chưa? Quá lắm luôn. Quá lắm luôn, đầy mấy cân cơ. Các bạn ơi. Đây. Thành quả của mình đây. Nhiều chưa? Thế là tí bây giờ là mình lại đun lửa lên là mình luộc nhá. Mình có đồ để mình luộc rồi. Các bạn là mình nhặt được một cái hộp như này. Mình đã gõ lại cho nó vào rồi để mình làm cái nồi để tí cho nên mình nấu nhá. Mình luộc luôn. Cái này luộc hấp luôn cũng chẳng cần phải nước gì đâu. Giờ là mình sao là mình cho hải sản vào là mình luộc đây.
tha hồ nhé các bạn nhé. Cái này mình phải được hai mẻ mới hết được. Tạm thời mình cứ luộc một mẻ như này đã nhá. Có khi chỗ này để dành lại các bạn ạ. Cho thêm một bốc nữa này. Để đi đói mà mình với lại đợt này có thêm khẩu phần ăn nữa. Một khẩu phần ăn nữa này. Ăn chó nữa. Các bạn ạ, do mình đi thì mình cũng không chuẩn bị những cái đồ đạc gì như nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa. Chủ yếu là nấu theo kiểu như này thôi. Thì đợt tới này thì những cái video tới thì mình cố gắng. Mình sẽ chuẩn bị đầy đủ những cái đồ dùng cần thiết như nồi niêu, bát đĩa, xoong chảo với lại gia vị đi nữa nhé các bạn nhé. Hải sản không có gia vị đi ăn cũng rất là ngon nhưng mà nó cũng không ngon mà có gia vị đâu. Các bạn mà có muốn trải nghiệm như này nhé, đi ra chúng mình. Liên lạc với mình thì mình sẽ dẫn ra đến cái bè của mình như này đây. Mình đóng này đi. Xong các bạn cung cấp cho mình lương thực, thực phẩm và nồi niêu, xoong chảo. Mình dẫn các bạn đi trải nghiệm. Đi săn bắt mò cua đốc và bắt hải sản đấy các bạn nhé. Nóng rồi đấy. Các bạn ơi, sủi rồi nhá. Đây đang mở mồm rồi. Sắp chín rồi. Đó, chỉ khoảng tầm 3-4 phút nữa là sẽ được ăn thôi. Chín rồi các bạn nhá. Bây giờ mình chuẩn bị mình thưởng thức đây. Con này gọi là con sâng. Ăn rất là ngon luôn. Đói lắm rồi nhưng mà nó lỏng. Lỏng. Đói lắm rồi nhưng nóng. Quá lắm ạ. Nó ngọt. Cái ruột của nó đầy như này mà các bạn ơi. Đấy. Ăn những con này rất là ngon luôn. Nó thơm lắm. Con này mà có mỡ hành nướng thì ăn thì còn ngon hơn khẩu. Nó ăn liên tục mà các bạn ạ. Nó nóng này mà nó cũng liếm. Đây còn một con cuối cùng này. Anh cho xem. Đấy các bạn nhé, này mình và chú cún mình đã ăn hết luôn này, một đống này, một nồi này, rất là nhiều mà vẫn còn này. Đây mình vẫn để dành mấy con nướng nữa nhá, để đêm có gì đói mình ăn. Đây là con này là con sương nướng này. Đấy, để dành. Mình và chú cún này nghỉ ngơi đây. Cho mình cho nó nằm cùng với mình luôn.